Ờ anh ký giùm em. Dạ. Một hơi lép chậu. Chiều nay đi bán chậu. Bonsai là bonsai, bonsai là bonsai. Để chương rộng chỗ mình collection. Trời cây thiếu nắng. Trời cây rồ đẹp nữa. Chúng cây rồ này đẹp lắm. Ngọc bích vàng đẹp quá ha. Nắng quá cháy ngọc bích vàng. Cháy tùm lum. Trời ơi. Vậy mới đẹp. Trong quay vậy. Thì bẻ cái lá nó đi. Không, đừng, mấy mốt bẻ lá nó tự động thay. Nó rô xanh nè. Phải phua màn hình với làm gì trời. Cũ lắm rồi. Ôi cũ nó mới ra màu đó hả? Loại đó mười mấy năm rồi. Wow. Ồ, nhưng hồi trước nó màu nâu hay màu này hả em? Có đâu nó cũng vậy à. Mà lúc nó tốt quá nó xanh.
chậu mới về mọi người. Có ai muốn lựa chậu mới thì qua lựa giùm bà xã mình nha. Cảm ơn. Rồi, clip tới đây mình xin chào mọi người, chúc mọi người luôn vui khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và đông đầy hạnh phúc.